Võ thần chúa tể thuyết minh tập 728-729 Bực này não động Âu Dương Chính Kỳ đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn giờ phút này đã hiểu được, ngoài ra 11 khỏa linh dược, cũng không phải là luyện chế thất bại, mà là trong đó tinh khí bị cái này duy nhất một khỏa đang dược cho thôn phệ, trở thành nó chất dinh dưỡng, khiếp sợ tự nhiên không chỉ có Âu Dương Chính Kỳ một cái, còn có tràn thượng rất nhiều đan đạo đại sư. Nhìn đến đây, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy vẻ khổ sở tại dịp mặt đám người trên mặt lặng yên bộc lộ cho tới nay bọn hắn đối với Tần Trần đều cực kỳ không phục cho rằng Tần Trần phía trước hai vòng chỉ bất quá ỷ vào thủ đoạn mới có thể thu được thắng nhưng nhìn đến cái này vòng thứ ba thời điểm khảo hạch bọn hắn rốt cuộc ăn xong luận Đan Đạo Thiên Phú bọn hắn cũng không yếu luận Tu Vi bọn hắn cũng không so Tần Trần thấp nhưng tại luyện chế thời điểm Tần Trần đó là có thể dùng đủ loại kỳ tư diệu tưởng luyện chế ra bọn hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ đang dược tới, bại bởi dạng này thiên tài, bọn họ là nửa câu đều không nói được, Âu Dương Chính Kỳ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lớn tiếng nói, bây giờ ta tuyên bố, lần này bốn vực đang đạo đại so, xếp hạng thứ nhất là Bắc Thiên vực Tần Trần, xếp hạng thứ hai là Đông Châu vực Diệp Mạc, bài danh thứ ba là Nam Hoa vực Nghiêm Xích Đạo, đến nổi tiếp xuống xếp hạng, chư vị nhìn bản danh sách liền có thể. Âu Dương Chính vô cùng lớn vung tay lên, lập tức, chư thiên vạn giới tản mắt ra tia sáng. Trên bầu trời, xuất hiện một cái dài đến 87 người bản danh sách, tất cả hoàn thành vòng thứ ba khảo hạch tuyển thủ, đều ở đây bản danh sách phía trên, trong đó ngu tư hủy xếp hạng đệ tứ, quỳ tân ngọc đệ ngũ, cừu thiên đệ lục, ta không phục. Ngu tư hủy biến sắc, vội vàng hô lớn nói, mặc dù đệ tử luyện chế ra 8 cái đang dược, chỉ có hai cái thượng đẳng, 6 cái trung đẳng, mà nghiêm xích đạo luyện chế ra đang dược, là có 3 cái thượng đẳng, 5 mai trung đẳng, nhưng ta luyện chế hắc cốt vương thể đang tại phẩm giai bên trên tuyệt đối là so nghiêm xích đạo luyện chế tam văn xích long đang cao hơn một chút, huống chi, phía trước hai đợt tổng điểm, ta cũng muốn so nghiêm xích đạo nhiều ba phần, vì cái gì đệ tam không phải ta. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt tất cả biến, ngu tư hủy đây là đang công nhiên chất vấn tranh tài thành tích A, bất quá, ba hạng đầu nắm giữ tiếng vào cổ lo lắng giới tư cách, cho dù ai cũng muốn tranh thủ một chút, hơn nữa nghiêm xích đạo tại vòng thứ ba không hề giống dịp mạc cùng tần trần đồng dạng, hoàn toàn bao trùm cùng nàng, nàng tự nhiên không phục, ngươi không phục. Âu Dương Chính Kỳ lạnh lùng nhìn qua. Là. Ngu Tư Hủy ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng, một bên, Cừu Thiên cùng Quỳ Tân Ngọc hai người cũng ánh mắt lấp lóe. bọn hắn thật vất vả từ vũ vực đến đây, chính là vì tranh đoạt ba hạng đầu lần, thu được tiến vào cổ lo lắng giới tư cách. Ai ngờ, ba người nhưng lại không có một người thu được trước ba, chẳng những thu được không được cổ lo lắng giới tư cách. Một khi trở lại vũ vực, mặt mũi chỉ sợ cũng đều mất hết, không phục, các ngươi còn không biết xấu hổ nói không phục. Âu Dương Chính Kỳ cười nhạo nói, luận thành tích chân thực, ngươi hắc cốt vương thể đang xác thực muốn so nghiêm xích đạo Tam Văn Xích Long đang cao cấp hơn một chút, mặc dù hắn luyện chế được ba cái thượng đẳng, ngươi chỉ có hai cái, nhưng trên thực tế, hai người các ngươi chỉ có thể coi là cân sức ngang tài. Vậy ngươi vì cái gì đem nghiêm xích đạo xếp hạng thứ ba? Ngu tư hủy không nghĩ tới Âu Dương Chính vô cùng lớn sư sẽ nói như vậy, vì cái gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Âu Dương Chính kỳ cười lạnh, ta vũ vực đang các tổ chức phía dưới vực đang đạo đại so mục đích, chính là vì từ dưới bốn vực chọn lựa thiên tài. Có thế các ngươi thì sao? một cái đến từ cổ đan đạo thế gia một cái đến từ thiên dược môn còn có đến từ đan vương tông các ngươi nói cho lão phu các ngươi cái nào là phía dưới bốn vực thiên tài ngu tư hủy mấy người sắc mặt lập tức thay đổi nếu như các ngươi hoàn toàn chính xác thiên phú siêu quần viễn siêu lần này bốn vực đan đạo thiên tài ngược lại cũng thôi có thế các ngươi xem chính mình liền xem như tại công bình quyết đấu phía dưới các ngươi cũng không bằng đối phương thậm chí cũng chỉ có thể cùng đối phương chiến bình mà các ngươi lại là đến từ vũ vực đang đạo thế lực, lại ngay cả mấy cái nho nhỏ phía dưới bốn vực đang đạo thiên tài cũng không là đối thủ, lại còn có mặt mũi ở đây gọi bất công, các ngươi bất giác xấu hổ hoảng sao. Chúng ta, ngu tư hủy ba người sắc mặt trắng bệch, mỗi cái cũng không nói được lời, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, đang các tình báo thế mà cao minh như vậy, sớm đã đem lai lịch của bọn hắn dò xét nhất thanh nhị sở. Trên sân cũng vang lên huyên náo tiếng nghị luận, Ngu tư hủy hôm nay ân lại là đến từ vũ vực đang đạo thế lực, khó trách mỗi cái tu vi bất phàm, ta nói đâu. Cái gì thiên môn tổ chức, bắc hải tổ chức bất quá cũng là một chút thế lực nhỏ, thế mà cũng có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài tới, nguyên lai like cũng là mời ngoại viện, tốt, các ngươi các đại thế lực người, đều đưa riêng phần mình dưới quyền đệ tử mang đi A, à. lần này, lão phu sẽ không truy cứu, về sau, lão phu không hy vọng nhìn thấy các ngươi vũ vực đang đạo thế lực người tới nhúng tay ta đang cắt tổng bộ danh ngạch. Âu Dương Chính vô cùng lớn sư lạnh trên một tiếng, quanh. 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 Lập tức, trong đám người có mấy đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, trong chớp mắt, liền đã đến trên lôi đài, hướng về phía Âu Dương Chính kỳ chấp tay nói, đa tạ Âu Dương Chính vô cùng lớn sư thủ hạ lưu tình. Nói xong, nhao nhao ra tay, đem ngu tư hủy mấy người dẫn khỏi lôi đài. Trưởng lão Ngu tư hủy mấy người còn nghĩ tranh luận, lại bị cái này vài tên cường giả rầy một tiếng, tranh tài thua chính là thua, đang cắt có thể không. Ba ngày sau, theo ta lên đường, đi tới vũ vực, đến nổi những người khác, trong các ngươi cũng sẽ có một số người có tư cách đi tới vũ vực, đều lưu lại Trung Châu Thành chờ lão phu tin tức tốt, ba ngày sau cũng cùng nhau lên đường. Âu Dương Chính Kỳ phân phó xong, quay người trước tiên rời đi, trận này đang đạo đại so, liền kết thúc như vậy, Tần Trần cùng Huyền Thịnh các chủ vừa trở lại trụ sở phong vân đan viên. Tới cửa bấu víu quan hệ người đều đã đạp phá cánh cửa, mỗi cái trong tay đều sách theo trọng lễ, cũng là một chút tin tức linh thông hạng người, vẻ mặt tươi cười, nịnh bợ ghê gớm, có thể không nịnh bợ sao, Tần Trần còn trẻ như vậy, liền đã có thể luyện chế ra nửa bước hoàng đan. Kế tiếp còn muốn đi theo Âu Dương Chính vô cùng lớn sư đi tới vũ vực Đan Cát. Tại Đan Cát tổng bộ bồi dưỡng phía dưới, trở thành bác phẩm hoàng cấp Anchemfit tự nhiên không thành vấn đề. Đây chính là bác phẩm hoàng cấp Anchemfit A, toàn bộ phía dưới bốn vực cũng khó khăn tìm kiếm tung tích tồn tại. Nếu như có thể bợ đỡ được một vị như vậy cao nhân, cái kia còn sầu sau này không có đang dược sao, tần trần đối với mấy cái này trọng lễ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả đều tiếp nhận, không có cách nào, ai bảo hắn bây giờ nghèo đâu, đến nỗi người đi, tần trần tự nhiên lười đi gặp đều để huyền thịnh các chủ đi an bài, huyền thịnh các chủ hiện tại tâm tình chuyện tốt, liền cùng tỏa sáng đệ nhị xuân đồng dạng, tần trần thu được đan đạo đại so quán quân, như vậy ba ngày sau hắn cũng liền có thế thuận lý thành chương đi theo trở lại vũ vực đan cát. Mấy chục năm qua tâm nguyện đạt tới, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta hưng phấn sao, lười nhắc xen vào nữa quá nhiều. Huyền thịnh các chủ đều đưa người những người này giao cho Hoàng Phủ Nam chờ đi theo mà đến các trưởng lão tiếp đãi đem hoàng phủ nam bọn hắn nhưng là bận rộn đủ hắc nhưng trong lòng phần kia hưng phấn nhưng là như thế nào cũng suốt cả một buổi tối bắc thiên vực nhận được lễ vật chất đầy một phòng phóng đều không buông được đương nhiên từ đầu vẫn là tại đằng sau quả nhiên đến buổi tối khang ti đồng lâu chủ nhưng là tự mình đến đến nhà thăm hỏi ha 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 trần thiểu chúc mừng chúc mừng a à. vừa lên tới khang ti đồng liền thoải mái cười to trong tay đã nhiều hơn một trương chân tạp trần thiểu Quyền thịnh các chủ, đây là lần này thi đấu, Trần Thiểu Ngài bàn khẩu 1836 ức trung phẩm chân thạch, căn cứ vào quy định, ta vạn bảo lâu nguyên bản muốn rút ra một thành thủ tục phí, lần này, liền không lấy một xu, tất cả đều giao cho Trần Thiểu Ngươi. Khang Ti Đồng nói đem chân tạp đưa lên, nhưng là vạn bảo lâu cùng Đại lục Tứ Đại Tiền Trang Liên Hợp phát hành chân thạch tạp. Có thể tại Đại lục bất luận cái gì một nhà vạn bảo lâu hoặc Tứ Đại Tiền Trang rút ra chân thạch, huyền thịnh các chủ đều thấy choáng váng. 1836 ức trung phẩm chân thạch, đây là một cái khái niệm gì? Cho dù là hắn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chân thạch, mà càng làm cho hắn giật mình vẫn là khang ti đồng lâu chủ đối với tần trần thái độ, mở miệng một tiếng trần thiểu. Luận địa vị, Trung Châu thành vạn bảo lâu lâu chủ không giống như hắn cái này bắt thiên vực đang các các chủ phải kém, thậm chí có qua mà không bằng, lại sẽ đối với tần trần cung kính như thế, Căng cứ hắn biết, Tần Trần còn là lần đầu tiên tới Trung Châu thành a. Hơn nửa lần trước cũng bất quá là cùng Khang Ti Đồng lâu chủ thấy nửa ngày mà thôi, Khang Ti Đồng làm sao lại cùng thấy cha ruột một dạng. Trở nên khách khí như vậy, Khang lâu chủ, cái này như thế nào khiến cho, mặc dù bàn khẩu là ta bắt thiên vực chính mình muốn mở, nhưng ngươi vạn bảo lâu cũng coi như làm đảm bảo, quy định này một thành, ngươi vẫn là hẳn là lấy đi. Tần Trần tiếp nhận chân tạp, nhưng là cười nói: chút tiền ấy mặc dù khổng lồ, nhưng hắn còn không có quá mức để ở trong lòng, ha ha ha. Khang ti đồng khoát tay lia, lia Trần Thiểu Ngài nói đùa, lần này, còn phải cảm tạ ngươi, không nói dối ngài, mặc dù cái này bàn khẩu bên trên ta vạn bảo lâu chút xu bạc không kiếm lời, thế nhưng là tại cái khác bàn khẩu bên trên, ta vạn bảo lâu kiếm cũng không thiếu, mặc dù không như Trần Thiểu ngươi gần 2.000 vạn nhiều, nhưng là không kém nhiều, hắc hắc, nhưng là toàn bộ về ta vạn bảo lâu vạn bảo lâu đương nhiên sẽ không chỉ mở tầng trần một cái bàn thẩu. Giống dịp mặt bọn người đoạt giải quán quân bàn thẩu, mua sắm người cũng không phải số ít, mà ở tầng trần thu được quán quân sau đó, vạn bảo lâu tất cả bàn thẩu thông cực, kiếm lớn hơn 10 triệu, có thể nào khang ti đồng không hưng phấn, tầng trần nghe xong, cũng hiểu rõ ra, đã như vậy, quyển kia thiếu thu. Tần Trần cũng không khách khí, nhận lấy chân tạp phía sau. Hắn cười đối với Khang Ti đồng đạo, Khang Lâu Chủ, không biết bản thiếu lần trước đề nghị, Khang Lâu Chủ bây giờ cảm thấy thế nào? Trần Thiểu nói là cùng Bắc Thiên Vực tiến hành chuyện giao dịch A. Trần Thiểu ngươi yên tâm, mặc dù ta Khang Ti Đồng chỉ là một nho nhỏ phân lâu lâu chủ, nhưng cùng Bắc Thiên Vực đang đạo thành tiến hành một chút giao dịch, vẫn có thể làm chủ. Trước khi đến ta liền đã an bài xong, trước tiên để cho thủ hạ sưu tập tài nguyên đi, nhóm đầu tiên tài nguyên, giống như Trần Thiểu như lời ngươi nói, giá trị 100 ức bên trên phẩm chân thạch lượng. Tần Trần chẳng những là hắn vạn bảo lâu hát tạp khách quý, bây giờ lại là bốn vực thi đấu đệ nhất, mấu chốt là, Tần Trần bằng chừng ấy tuổi, liền đã có thế luyện chế nửa bước hoàng đan. Tương lai thành tựu như thế nào? Khang ti đồng căn bản không dám đánh giá, bực này nhân vật, hắn tự nhiên phải thật tốt kết giao, hảo. Tần Trần vỗ tay một cái, Khang lâu chủ quả nhiên người sản khoái nói chuyện sản khoái, trương này chân tạp bên trong có hơn 10 triệu trung phẩm chân thạch, tiên kỳ tài chính, khang lâu chủ trước tiên vạch tới tốt, ta cuối cùng không thể để cho khang lâu chủ ăn thiệt thòi. Trừ cái đó ra, còn xin khang lâu chủ vạch ra 500 ức trung phẩm chân thạch, giao cho huyền thịnh các chủ, dù sao lần này huyền thịnh các chủ lợi dụng đang đạo thành làm đảm bảo, cũng gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Tần Trần lấy ra chân tạp, hắn không phải người ăn một mình, đương nhiên sẽ không nhường Khang Ti đồng chính mình xuất tiền, đến nỗi huyền thịnh các chủ, phân cái 500 ức. Cũng là phải, ai biết hai người nhưng là khoát tay lia lịa, Khang Ti đồng trực tiếp liền cả giận nói, Trần Thiểu, ngươi đây là xem thường ta Khang nào đó sao? Chỉ là 100 ức bên trên phẩm chân thạch tài nguyên, ta Khang nào đó vẫn là làm được chủ, hơn nữa, ta vạn bảo lâu nhân viên đến rồi bắt thiên vực sau đó, tự nhiên sẽ cùng Trần Thiểu dưới quyền Trần Đế các bàn bạc. Đến lúc đó Trần Đế các dùng Bắt Thiên vực vật chất tới cùng bọn ta giao dịch là được, không cần Trần Thiểu ngươi xuất tiền. Huyền Thịnh các chủ cũng cười nói, "Tần Trần, cái này 500 ức chân thạch ngươi liền tự mình cất kỹ a, à, ta cái gì cũng không làm, nào có ý bắt ngươi tiền." Thế nhưng là, có gì nhưng là. Huyền Thịnh các chủ sầm mặt lại, "Tần Trần, ngươi đây là xem thường lão phu sao? Cũng cho ngươi hay là ta đang đạo thành thánh tử đâu." Tần Trần cười khổ, đã như vậy, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cái gì vãn bối không muộn cùng thế hệ, ngươi bây giờ là bốn vực đang đạo thi đấu đệ nhất, đi vũ vực đang cát, tất nhiên sẽ chịu đến đang cát tổng bộ xem trọng, nói không chừng lão phu sau này, còn muốn dựa vào ngươi đây. Huyền thịnh các chủ cười nói, 500 ức trung phẩm chân thạch mặc dù nhiều. Nhưng so sánh cùng tần trần giao hảo mà nói, cũng không tính là gì, huống chi tần trần bây giờ đang đạo tạo nghệ liền đã không ở trên hắn, tiến vào vũ vực phía sau tương lai sẽ như thế nào, huyền thịnh các chủ chính mình cũng không dám tưởng tượng, huyền thịnh cùng khang ti đồng hai cái đều là người thông minh, tự nhiên biết điểm này, cho nên mới sẽ đối với tần trần thái độ như thế. Mấy người lại hàng huyên vài câu, tần trần đối với khang ti đồng đạo, khang lâu chủ, bản thiếu còn có một chuyện muốn cầu. Mời nói. Khang ti đồng ngồi thẳng cơ thể, hắn bây giờ không sợ tần trần mở miệng, liền sợ tần trần không mở miệng. ta có vài bằng hữu đều ở đây bắt thiên vực, bất quá bản thiếu phí trước liền đã thông tri bọn họ chạy tới, dự tính hai ngày này sẽ tới đến trung châu thành. nghe nói khang lâu chủ ít ngày nữa phải trở về vũ vực, ta muốn để bọn hắn đi theo khang lâu chủ, từ khang lâu chủ đề cử bọn hắn đi vạn bảo lâu ngũ hành bí cảnh rèn luyện. đại lục các đại đỉnh cấp thế lực đều có mình chỗ tu hành tỷ như phiêu miểu cung thiên thánh trì một loại mà ngũ hành bí cảnh nhưng là vạn bảo lâu nắm trong tay bí cảnh chuyên môn dùng để cho vạn bảo lâu bồi dưỡng đệ tử thiên tài nhóm tiến vào tu luyện mặc dù so với cổ lo lắng giới phải kém một chút nhưng đã là vũ vực bên trong cực kỳ khó được bí cảnh không phải bình thường thiên tài có thể tiến vào tần trần chính mình thu được tiến vào cổ lo lắng giới tư cách nhưng vương khải minh bọn hắn vẫn còn không có đạt được bao nhiêu bồi dưỡng Tần Trần chính là muốn cho Vương Khải Minh bọn hắn, cũng có thể tiến vào vũ vực, nhau nhau trưởng thành, trở thành độc bá nhất phương tồn tại. Chỉ là Tần Trần vừa mới nói xong, Khang Ti đồng biểu tình trên mặt lại cứng lại, cười khổ nói, Trần Thiểu, ngươi cũng quá để mắt Lão Phu, Lão Phu chỉ là vạn bảo lâu một cái trung tầng. Ngươi để cho ngươi bằng hữu đi theo ta tại vạn bảo lâu tu luyện. Khi tuyệt đối không có vấn đề, cần phải tiến ngũ hành bí cảnh, khang nào đó e rằng khó mà làm đến ngũ hành bí cảnh thập phần cường đại cho dù là vạn bảo lâu bên trong thiên tài đứng đầu muốn đi vào cũng không phải chuyện dễ bằng khang ti đồng thân phận nghĩ giới thiệu người Này, đi. liền không nhọc khang lâu chủ phí tâm ta những bằng hữu kia mỗi cái thiên phú bất phàm mặc dù không dám nói có một không hai thiên hạ nhưng cũng là tuyệt đỉnh nhân tài tầng mỗ chỉ cần khang lâu chủ tiến cử lên liền có thể đến nỗi cuối cùng có thể hay không tiến vào ngũ hành bí cảnh thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa nếu là như vậy mà nói cái kia khang nào đó ngược lại là có thể thử xem Khang ti đồng gật đầu Bất quá Trần thiểu bằng hữu của ngươi tới sau đó Khang nào đó cần giám định một chút thiên phú của bọn hắn Ngươi cũng biết Chúng ta vạn bảo lâu tiếng người mười phần khắc nghiệt Không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhận được đề cử Hơn nữa Nhất định phải là nội tình người trong sạch Cái này khang lâu chủ cứ yên tâm Tần mổ chẳng lẽ còn sẽ bảy ngươi không thành Tần trần nở nụ cười Khang Ti Đồng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, phút chốc, hắn lại hồ nghi nói, Trần Thiểu ngươi chính là đang các bốn vực thi đấu quán quân, vì cái gì không đem những bằng hữu kia của ngươi đề cử vào đang các bên trong đâu. Đang các tại vũ vực bên trong cũng là đứng đầu nhất thế lực lớn, luận địa vị, tuyệt không tại vạn bảo lâu phía dưới, hơn nữa đang các tuy luôn luôn bồi dưỡng đang đạo thiên tài. Nhưng trên thực tế thiên tài võ đạo, đang các cũng cực kỳ trọng thị, hàng năm đều sẽ thu hẹp không thiếu thiên tài võ đạo, một bên huyền thịnh các chủ cũng mặc lộ vẻ nghi ngờ, tần trần nói tới thiên tài, hẳn là hắn những cái kia vương triêu chi địa bằng hữu A. Lấy tần trần thân phận, hoàn toàn có thể đề cử đến đan cát, căn bản không tất yếu phiền toái như vậy. Đan cát nắm giữ bí cảnh, cũng không so vạn bảo lâu thiếu, ha ha, đan cát bên này, ta tự nhiên cũng sẽ đề cử, nhưng ta sợ nhân số quá nhiều, sẽ có chút phiền phức. Cho nên chỉ có thể cũng cho vạn bảo lâu đề cử một chút." Tần Trần cười nói, nhân số quá nhiều. Khang Ti Đồng lấy làm kinh hải, có bao nhiêu người? Khang lâu chủ yên tâm, cũng liền mấy cái mà thôi. Vậy là tốt rồi." Khang Ti Đồng gật gật đầu, xong phương lại hàng huyên phúc chốc, chuyện này quyết định như vậy đi xuống, đem Khang Ti Đồng cùng Huyền Thịnh các chủ đưa tiễn sau đó, Tần Trần mỉm cười, Vương Khải Minh thiên phú của bọn hắn thật là không tệ nếu như tiếp tục lưu lại bắc thiên vực mặc dù cũng sẽ không ngừng tăng lên nhưng trưởng thành dù sao cũng có hạn bây giờ cùng vạn bảo lâu tạo mối quan hệ đưa đến vạn bảo lâu tiến hành bồi dưỡng bọn họ trưởng thành tất nhiên sẽ nằm ngoài dự đoán của mình có lẽ sau này mình còn có thể thông qua bọn hắn liên hợp vạn bảo lâu đối phó phiêu miểu cung cùng hiên viên đế quốc như thế thì dễ làm hơn nhiều trải qua kiếp trước tần trần biết rõ đơn đã độc đấu là thua thiệt nhất có lúc liền muốn liên hợp với hết thảy có thế liên hiệp thế lực ngày thứ hai tần trần lại đi tìm âu dương chính vô cùng lớn sư ngươi nghĩ đề cử mấy cái bằng hữu tiến vào chúng ta đang cắt thiên tài doanh âu dương chính kỳ nhìn qua là tần trần gật đầu ngươi nên biết rõ chúng ta đang cắt thiên tài doanh không phải tốt như vậy vào a tự nhiên cần thông qua âu dương chính vô cùng lớn sư tán thành mới được ta muốn âu dương đại sư tại vũ vực đang cắt bên trong điểm ấy quyền hạn vẫn phải có A. Tần Trần nở nụ cười, hảo. Nếu như là người khác yêu cầu, Âu Dương Chính Kỳ chưa chắc sẽ để ý tới, nhưng Tần Trần nhưng là lần này đang đạo thi đấu đệ nhất, hơn nữa, chừng 20, cũng đã có thể luyện chế nửa bước hoàng đan, mặc dù là lợi dụng chư thiên vạn giới nguyên nhân, nhưng Âu Dương Chính Kỳ chút mặt mũi này vẫn sẽ bán. Huyền thịnh các chủ nghe nói chuyện này, cũng tìm được Tần Trần, Tần Trần, ngươi yên tâm, nếu là ngươi bằng hữu không thông qua được Âu Dương Chính vô cùng lớn sư khảo hạch, ta chỗ này cũng có thể tiến hành đề cử, chỉ bất quá điểm xuất phát liền không có Âu Dương Chính vô cùng lớn sư đề cử cao như vậy, nhưng tiến vào vũ vực đang cắt trại huấn luyện vẫn là không có vấn đề. Vậy thì cảm ơn Huyền Thịnh các chủ. Không khách khí, Tần Trần, ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi là cái gì đi. Huyền Thịnh các chủ hơi xúc động nói, điểm thứ nhất, đối người mình có tình có nghĩa trước kia ngươi tới đến đang đạo thành, hoàn toàn không cần để ý rác gia này một ít phá sự, có thế ngươi lại nghĩa vô phản cố, tình nguyện cùng thanh hồng bọn hắn là địch. Cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ bọn hắn, điểm thứ hai, ngươi rất tự tin, nhuệ khí rất đủ, rất tin tưởng mình quyết định, nếu là năm đó ta có như ngươi vậy nhuệ khí. Cũng được, không nói trước kia những phá sự kia. Thời gian trôi qua hai ngày, các thanh phong mang theo tím huân, triệu linh sang, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song cùng với Tần Dĩnh chín người đi tới Trung Châu Thành. Đi theo còn có nguyên bản lưu thủ đang đạo thành một vị lão già, Tần Trần lúc trời đi lưu lại mệnh lệnh, là làm cho những này người từ Bách Triêu Chi Địa sau khi xuất phát, trực tiếp chạy tới Trung Châu Thành, đối phương có thể nói là mưa gió đi gấp, thật vất vả mới tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, chậm thêm hai ngày, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, Trần Thiểu, Triệu Linh Sang cùng tím huân nhìn thấy Tần Trần. Trong hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chả nhào tới, ông lấy Tần Trần, kể từ Tần Trần rời đi bắt triêu chi địa phía sau, đại gia gần một năm chưa từng thấy, đoạn đường này mưa gió lịch trình mà đến, hai người cũng lại không ổn định nội tâm kích động, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, Tần Trần sờ lấy hai người đầu, cười khổ không thôi, nội tâm cũng ẩn ẩn có chút đau lòng. Trần Thiểu Vương Khải Minh mấy người cũng đi tới, so sánh triệu linh sang cùng tím huân, bọn hắn rõ ràng chững chạc rất nhiều, bất quá cũng đều mặc lộ vẻ vẻ kích động, đại gia có thế bình yên đến, thật sự là quá tốt bất quá. Tần Trần cũng có chút kích động, những người này đều là mình tốt đồng bạn, hơn nữa có đầy đủ thiên phú, tương lai có thể giúp đỡ chính mình. Trần Thiểu, không nghĩ tới ngươi sau khi đi thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta nghe trác các chủ nói, U Thiên Tuyết nàng vậy mà gia nhập chấp pháp điện tím huân cùng triệu linh sang mở to đỏ rừng rực con mắt chu mỏ nói dọc theo con đường này bọn hắn nghe trác thanh phong nói rất nhiều không nghĩ tới tần trần rời đi bách triêu chi địa phía sau trong khoảng thời gian ngắn thế mà làm nhiều chuyện như vậy trong lòng vừa bội phục lại cảm thấy kiêu ngạo đương nhiên cũng có từng tia ảo não hận thực lực mình không đủ không thể vì tần trần chia sẻ đặc biệt là tím huân cùng triệu linh sang nghĩ đến U thiên tuyết đã có thể đến giúp tần trần mà các nàng lại chỉ có thế chờ tại bách triêu chi địa Nội tâm liền càng thêm cảm giác khó chịu Các thanh phong lúc này mới cười đi tới Trần Thiểu May mắn không có nhục sứ mệnh Dọc theo đường đi May mắn mà có chú ý phỉ lão già Bằng không chúng ta liền nguy hiểm Không ly khai bắt thiên vực Đời này cũng không biết thiên chi lớn A à, Không nghĩ tới thế giới bên ngoài lại sẽ như thế đặc sắc Gặp qua thánh tử Một lão giả đi tới Khí thế bất phàm chính là đang đạo thành chú ý vĩ lão già đi tới Trung Châu thành phía sau. Hắn trước tiên liền hướng huyền thịnh các chủ phục mệnh, cũng từ huyền thịnh trong miệng nghe nói tần trần chuyện dấu vết, trong lòng quả nhiên chính là bội phục vạn phần, lấy bắt thiên vực thánh tử thân phận, thu được bốn vực đang đạo thi đấu quán quân, đây là bắt thiên vực trong lịch sử, mấy ngàn năm đều chưa từng làm đến qua hành động vĩ đại, đại gia xa cách từ lâu gặp lại. Tự nhiên tán gẫu vài câu, trần thiểu, mấy vị này là đại bi lão nhân quan sát tỉ mỉ rồi một lần tần trần bọn này bằng hữu lập tức lấy làm kinh hải, đám người này mặc dù trẻ tuổi nhưng lại mỗi cái khí thế lạ thường hơn nửa tuổi còn nhỏ lại mỗi cái đều là vũ vương tu vi lập tức liền khu. video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký